Mọi người ơi, vào chơi game đi nào. Mọi người ơi, vào chơi game đi ạ. Mọi người, xin chào Xuyến Nguyễn nha. À, xin chào Lê Văn Tuấn này, xin chào Hoa Dương nhá. Mọi người vào xem, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân của em nhé mọi người nhá. Đấy là điều kiện để mình chơi game mà được nhận son nhé mọi người nhá. Không nhiều người trúng game nhưng mà mọi người không làm đủ điều kiện, mọi người không chia sẻ nên là mọi người sẽ không được nhận son đâu ạ. Là mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên cho em đi nào. Mọi người chia sẻ đẩy lượt view lên để em bắt đầu chơi game nhé mọi người nhá. Xin chào Trần Mai nhá. Xin chào 4 người đang xem ạ. Mọi người đang xem mọi người. Xin chào Huyền Vi, xin chào Trần Mai nhá. Mọi người đang xem, mọi người vào chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá mọi người nhá. Xin chào Hằng Bé nhá. Đấy là điều kiện để mình chơi game mình được nhận son nhá mọi người nhá. Một thỏi son râu trị giá 265.000 của công ty Mini Garden ạ. Mọi người chỉ cần đoán hai số cuối tờ series 500.000, ai đoán đúng và làm đủ điều kiện là chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em nhá. Là đã được một thỏi son râu trị giá 265.000 nhá mọi người nhá. À, mọi người mới vào xem mọi người đã nghe rõ luật chơi chưa ạ? Mọi người đã nghe rõ luật chơi chưa ạ? Để em bắt đầu chơi game nhá mọi người nhá. Mọi người nghe rõ để em bắt đầu chơi game ạ. Em sẽ bắt đầu chơi game nhé mọi người nhé. Em bắt đầu chơi game nên mọi người nhanh tay vào đoán nhé. Chỉ cần đoán hai số thôi nhé mọi người nhé. Đoán hai số cuối của tờ series 500.000 nhé mọi người nhé. Ai đoán đúng sẽ được một thỏi son râu trị giá 265.000 ạ. Em bắt đầu chơi game rồi nên mọi người comment đoán số đi ạ. Mọi người comment đoán số đi nhé mọi người nhé. Em bắt đầu chơi game rồi đấy ạ. Huyền Vi 81 chưa đúng nhá mọi người nhá. Mọi người nhớ là phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. Sau đó nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook Nguyễn Thị Ngân nhá. Mọi người đoán trúng mới được son nhá. Còn nếu như mọi người đoán đúng rồi mà chưa chia sẻ, mọi người chưa chia sẻ và chưa làm đủ các bước thì em sẽ nhường cho người khác nha mọi người nhá. 07 chưa đúng nhá, Hằng Bé nhá. 72 chưa đúng ạ. 00 chưa đúng ạ. 46 chưa đúng ạ. Mọi người đoán số thì mọi người đừng đoán liền tù tì nhá mọi người nhá. Đừng đoán là 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mọi người đoán như thế mà đoán đúng em cũng không chấp nhận nhá mọi người nhá. 53 chưa đúng, 70 chưa đúng nhá. 39 chưa đúng ạ, 34 chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ đi nào. Mọi người chia sẻ lên 10, 20 người xem đi, em sẽ gợi ý nhá mọi người nhá. 52 chưa đúng nhá. 52 chưa đúng nhá. 99 chưa đúng ạ. 56 chưa đúng, 18 chưa đúng ạ. 28 chưa đúng, 42 chưa đúng, 39 chưa đúng nhá mọi người nhá. 18 chưa đúng nhá, Hằng Bé nhá. Nào mọi người chia sẻ lên 20 lượt xem đi, em sẽ gợi ý nào, mọi người cố lên nào. 37 chưa đúng ạ, 15 chưa đúng, 88 chưa đúng nhá, 07 chưa đúng ạ. 89 chưa đúng nhá, 77 chưa đúng ạ. 08 chưa đúng, 06 chưa đúng, 22 chưa đúng ạ. 96 chưa đúng nhá, Hồ Thìn nhá. 31 chưa đúng nhá, Lâm Su Su hay Lam Su Su nhá. 44 chưa đúng, 53 chưa đúng ạ, 89 chưa đúng ạ.
Mọi người chia sẻ lên 20 người xem đi, em sẽ gợi ý nha mọi người nhá. Xin chào Thủy Lê nhá. 23 chưa đúng nhá, 66 chưa đúng ạ. Xin chào Diễm nhá. 67 chưa đúng nào mọi người, và chia sẻ lên 20 người xem em sẽ gợi ý nha mọi người nhá. 63 chưa đúng ạ. Em xin nói lại thể lệ cuộc chơi cho những người mới vào xem nhá mọi người nhá. Bước 1, mọi người nhấn theo dõi cộng kết bạn nick Facebook của em này. Bước 2, mọi người chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhá. Em chưa nhìn thấy đáp án đúng đâu ạ. Hàng bé 11 chưa đúng, 93 của Thủy Lê chưa đúng này, 64 chưa đúng, 30 chưa đúng. 84, 41, 56, mọi người em chưa nhìn thấy đáp án đúng đâu nhá mọi người nhá. 64 của Xuyến Nguyễn chưa đúng ạ. 70 chưa đúng, 61 chưa đúng, 66 chưa đúng, 29 chưa đúng, 83 chưa đúng nhá. Nào mọi người chia sẻ lên 20 người xem em sẽ gợi ý cho mọi người nhá mọi người nhá. 89 chưa đúng, 90 chưa đúng, 36 chưa đúng, 33 chưa đúng ạ, 74 chưa đúng ạ. Mọi người nhớ là phải chia sẻ nhá, không nếu như nhiều người đoán trúng nhưng mà mọi người chưa làm đủ các bước, mọi người chưa chia sẻ cho em nên là mọi người sẽ không được nhận quà đâu nhá mọi người nhá. Nên là mọi người muốn nhận quà thì mọi người phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm ạ. 38 41 48 89 76 chưa đúng nhá mọi người nhá, em chưa nhìn thấy đáp án đúng đâu ạ. Sao càng tụt lượt view rồi ạ, càng ngày càng tụt lượt view rồi, mọi người chia sẻ lên cho em đi nào. 31 chưa đúng, 57 chưa đúng nhá. Hàng bé nha, 59 chưa đúng, 40 chưa đúng ạ. 64 chưa đúng. 20 chưa đúng, 95 chưa đúng, 88 chưa đúng, 86 chưa đúng. 87 chưa đúng, 88 chưa đúng ạ. 76 chưa đúng, 88 chưa đúng này. Chia sẻ đủ rồi, ok chị Xuyến Nguyễn nhá. Không không chưa đúng này, 21 chưa đúng, 65 chưa đúng, 19 chưa đúng ạ. 13 chưa đúng nhá mọi người nhá. Xin chào chị Thu Hà nhá. 35 chưa đúng nhá, Hoàng Thanh Huệ nhá, 37 chưa đúng ạ. Là mọi người chia sẻ lên 20 lượt xem đi, em sẽ bắt đầu gợi ý là mọi người ơi, cố lên gần được 20 người xem rồi ạ. 00 chưa đúng, 65 chưa đúng, 44 chưa đúng, 96 chưa đúng, 23 chưa đúng, 11 chưa đúng. 72 chưa đúng, 77 chưa đúng, 52 chưa đúng. Mọi người nhớ là phải chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và chia sẻ lên 10 các hội nhóm nhé mọi người nhá. Thì đoán đúng mới được quà, còn nếu mà chưa chia sẻ mà đoán đúng thì cũng không được quà nhé mọi người nhá. 85 chưa đúng, 61 chưa đúng ạ, 25 chưa đúng, 65 chưa đúng. 58 chưa đúng nhé mọi người nhá, 47 chưa đúng, 66 chưa đúng ạ. Em sẽ gợi ý cho mọi người nhá, chưa được 20 người xem nhưng em vẫn sẽ gợi ý cho mọi người là trên số 20 nhá mọi người nhá. Em gợi ý là trên số 20 và dưới số 90 ạ. Trên số 20 và dưới số 90 nhá mọi người nhá. 34 chưa đúng, 67 chưa đúng, 25, 28, 65 chưa đúng nhá. Huyền Trần đã chia sẻ ok nhá. Ok, cảm ơn Huyền Trần nhá. 46 chưa đúng này, 08 chưa đúng. Mọi người ơi, em gợi ý là trên số 20 và dưới số 90 nhá mọi người nhá. Trên số 20 và dưới số 90 ạ. Vào toàn bị đẩy ra. Chắc mạng kém rồi chị. 19 chưa đúng ạ, 62 chưa đúng, 81 chưa đúng, 05 chưa đúng, 37, 89, 21, 60, 31 chưa đúng nhá. Mọi người ơi, mọi người có nghe thấy em nói gợi ý không ạ? Có nghĩa là trên số 20 và dưới số 90 nhá. Mọi người đoán từ 20 hất lên 90 trở lại nhá mọi người nhá. 54 chưa đúng, 44 chưa đúng, 32 chưa đúng ạ, 42 chưa đúng, 85 chưa đúng. Đã chia sẻ ok, cảm ơn hàng bé nhá. 36 chưa đúng ạ. Đã chia sẻ, cảm ơn Nguyễn Thị Thu nhá.
74 chưa đúng ạ, 38 chưa đúng ạ, 42 chưa đúng, 65 chưa đúng. Ôi khả nét cục. 37 chưa đúng này, 54 chưa đúng ạ, 31 chưa đúng, 45 chưa đúng. Mọi người ơi, trên số 20 và dưới số 90 nhá mọi người nhá. 48 chưa đúng, 53 chưa đúng, 55 chưa đúng ạ, 82 chưa đúng, 30 chưa đúng, 32 chưa đúng, 58 chưa đúng nhá mọi người nhá, 33 chưa đúng ạ, 74 chưa đúng, 34 chưa đúng nhá mọi người nhá, 61, 63 chưa đúng ạ. Nào mọi người chia sẻ lên nha, 30 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý là được 22 người xem rồi ạ. Mọi người lên 30 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý sát hơn nữa nhá mọi người nhá. 37, 38 chưa đúng, 96 chưa đúng, 43 chưa đúng, 93 chưa đúng. Mọi người ơi, dưới số 90 nhá mọi người nhá. Trên số 20 và dưới số 90 ạ. Còn những số trên thì mọi người đừng comment nhá mọi người nhá. 58 chưa đúng, 46 chưa đúng, 47 chưa đúng, 91 chưa đúng, 22 chưa đúng, 27 chưa đúng, 92 chưa đúng ạ, 51 chưa đúng. 51, 52, 53 đều chưa đúng nha. Mọi người đoán cách cách, mọi người đoán cách cách ra cho em nhá. Đừng đoán liền tù tì như thế, đúng em cũng không chấp nhận đâu nha Thúy Cường nhá. Năm chín chưa đúng ạ, 69 chưa đúng nha chị Huyền Vi nha. Xin chào chị Vũ Thị Liễu nha. 47 chưa đúng nha, mọi người đoán như Thúy Cường là đúng em không chấp nhận đâu nha. Đoán liền tù tì như thế đúng em cũng không chấp nhận đâu nha. 88 chưa đúng nha chị Liễu nha, 00 chưa đúng ạ. 19 chưa đúng, mọi người chia sẻ lên nha. 30 người xem đi, em sẽ gợi ý tiếp nào. Xin chào Hằng Cao nhá, 26 chưa đúng nhá Hằng bé nhá. Chia sẻ lên 30 người xem đi, em sẽ tiếp tục gợi ý tiếp cho mọi người ạ. 75 chưa đúng nhá Hằng bé nhá, 70 chưa đúng ạ. Xin chào Huỳnh Tuấn Tú ạ. 23 chưa đúng nhá chị Huyền Vi nhá, 48 chưa đúng ạ. 81 chưa đúng này, 33 chưa đúng này, 72 chưa đúng này, 63 chưa đúng, 67 chưa đúng, 66 chưa đúng ạ. 76 chưa đúng nhá mọi người nhá, em xin em xin gợi ý tiếp cho mọi người nhá. 29 chưa đúng nhá mọi người nhá. Em xin gợi ý tiếp cho mọi người xem nào. Gợi ý từ 50 trở lên nhá mọi người nhá. Từ số 50 trở lên dưới số 90 ạ. 98 chưa đúng nhá chị Loan nhá, 56 chưa đúng ạ, 85 chưa đúng, 26 chưa đúng ạ, 56 chưa đúng, 47 chưa đúng nhá, 57 chưa đúng ạ, 44 chưa đúng nhá mọi người nhá. 46 chưa đúng ạ, 56 chưa đúng, 49 chưa đúng nào. Trên số 50 nhá mọi người nhá, trên số 50 ạ, trên số 50 nhá mọi người nhá. Mọi người ơi, em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nhá. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi mọi người nhá. Nhưng mà mọi người phải đợi đến cuối live em mới thông báo kết quả. Nếu như ở đến cuối live em thông báo kết quả mà mọi người vẫn còn xem ở live thì em sẽ trao phần thưởng cho người đấy nhá. Còn nếu như đến cuối live mà em không thấy bạn ý xem nữa thì em sẽ nhường cho người khác nha mọi người nhá. Em đã nhìn thấy có người trả lời đúng rồi ạ. Em đã nhìn thấy có người trả lời đúng rồi nhá mọi người nhá. Nhưng mà đến cuối cái kết thúc cái live stream này thì em mới thông báo kết quả nhá mọi người nhá. Nên là những ai đã vào xem rồi thì mọi người cố gắng đợi đến cuối live stream em thông báo kết quả nhá. Sau đây em sẽ chuyển sang chơi đấu giá nhá mọi người nhá. Em sẽ chuyển sang chơi đấu giá. Đây ạ, một hộp son râu giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000. Hôm nay em sẽ đấu giá cho mọi người từ 0 đồng nhá mọi người nhá. Em sẽ đấu giá cho mọi người từ 0 đồng nha mọi người nha. Mọi người ngừng comment lại, em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi ạ. Em đã nhìn thấy đáp án đúng rồi nhưng đến cuối live em mới thông báo kết quả nha mọi người nhá.
Nên là mọi người cố gắng đợi đến cuối live thì mọi người cố gắng đợi đến cuối live em sẽ thông báo nhé mọi người nhá. Em sẽ đấu giá hộp son này từ 0 đồng nhé mọi người nhá. Em sẽ đấu giá hộp son này từ 0 đồng trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất em sẽ bán nhé mọi người nhá. Giá niêm yết của hộp son này trên thị trường là 265.000 ạ. Mọi người vào trả giá cho em từ 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 nhé mọi người nhá. Mọi người ngưng comment chơi game lại ạ. Em đã kết thúc game mà nhìn thấy có người trả lời đúng rồi nhá. Bây giờ em sẽ chuyển sang em sẽ chuyển sang chơi đấu giá son nhé mọi người nhá. Chị không thấy em mà. Hào Đông ơi, bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị nhá. Bây giờ em mới nhìn thấy comment của chị ạ. Đã chia sẻ. Cảm ơn Luyến Nguyễn nhá. Nguyễn Lan Hương trả 20.000 rồi ạ. Nguyễn Lan Hương trả 20.000 rồi ạ. Mọi người đây là son râu của công ty Mini Garden nhá mọi người nhá. Son râu của công ty Mini Garden nó có 9 màu son chính cho mọi người lựa chọn ạ. Mọi người muốn chọn màu son nào cũng được nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nhưng hôm nay em sẽ đấu giá cho mọi người từ 0 đồng nhá mọi người nhá. Mọi người trả tăng lên 10.000, 10.000 giúp em nha. Ví dụ 20.000 thì 30.000, 40.000, 50.000 nha mọi người nhá. Mọi người đừng trả kỳ kèo 1-2.000, mọi người trả tăng lên 10.000, 20.000 nha mọi người nhá. Đi tìm một nửa trả 30.000 rồi ạ. Xin chào Mai Hương nhá. Chị thấy em không? Hoàng Thanh Huệ ơi, bây giờ mình mới nhìn thấy comment của Hoàng Thanh Huệ nhá mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 30.000 ạ. Mọi người trả giá tăng lên 10.000, 10.000 giúp em nhé mọi người nhá. Ví dụ như 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 nhá. Như thế cho nó nhanh nhá mọi người nhá. Luyến Nguyễn trả 89.000 ạ. Luyến Nguyễn ơi, trả giá tròn lên cho em đi. Đừng trả giá lẻ như thế nhá. Trả giá tròn lên cho em đi ạ. Bên trong một hộp son gồm một cây son và một lọ dầu tẩy trang nhá. Nó có mã sắc điện tử cho mọi người xác nhận hàng thật hay hàng giả nhá mọi người nhá. Hoàng Thanh Huệ trả 100.000 rồi ạ. Hoàng Thanh Huệ trả 100.000 rồi ạ. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 100.000 nhá mọi người nhá. Chị thấy em không? Phương Dung ơi, mình nhìn thấy nhá. Mai Hương trả 120.000 rồi ạ. Mai Hương trả 120.000 rồi ạ. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá trên 120.000 nhá mọi người nhá. Mọi người trả giá tăng lên 10.000, 10.000 giúp em nhá. Trần Mai 130.000 rồi ạ. Trần Mai trả 130.000 rồi ạ. Nguyệt Nga ơi, sao lại trả 35.000 ạ. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá trên 130.000 nhá. Hiện tại giá cao nhất là 130.000 nhá. Hết 5 phút, hết 5 phút em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. À em xin lỗi, giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. Hết 2 phút rồi ạ, còn 3 phút nữa thôi ạ. Hiện tại giá cao nhất là 130.000 ạ. Mọi người muốn sở hữu cái hộp son này mọi người phải trả giá là trên 130.000 nhá, có nghĩa là 140.000 hoặc 150.000 nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay mà trả giá giúp em lên nào. Hết giờ em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất nhá mọi người nhá. Nên mọi người muốn mua mọi người nhanh tay mà trả giá giúp em đi ạ. Hiện tại Trần Mai trả 130.000 nhá mọi người nhá. Mọi người chỉ cần trả giá cao trên 130.000 nhá mọi người nhá. Xuyến Nguyễn ơi, sao chị cứ comment là 26-30 ạ? Em đã kết thúc game rồi nhá chị Xuyến Nguyễn nhá. Em đã nhìn thấy kết quả game đúng rồi nhưng đến kết thúc cái livestream này em mới thông báo kết quả nhá. Mai Hương trả 140.000 rồi ạ. Mai Hương trả một thổi son này là 140.000 rồi nhá mọi người nhá. Đây ạ, trong hộp son này nó có một cây son và một lọ dưỡng môi nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 ạ. Hôm nay em sẽ chơi đấu giá và hiện tại giá trả hộp son này cao nhất là 140.000 nhá. Hết 5 phút ai trả cao nhất thì em sẽ bán cho người đấy nhá mọi người nhá. Nên mọi người vào nhanh tay vào đấu giá đi ạ. Trần Mai 150.000 rồi ạ. Trần Mai trả 150.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Mọi người mua trên đấu giá này thì mọi người sẽ mua được với giá rẻ hơn ở giá ngoài thị trường nhé mọi người nhé. Thanh Hương trả 160.000 rồi ạ.
Mai Hương trả 160.000 nhưng trả sau Thanh Hương nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá trên 160.000 đi ạ. Mọi người trả trên 160.000 nhá mọi người nhá. Ai muốn mua son thì trả trên 160.000 giúp em ạ. Mai Hương trả 170.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Gần hết giờ rồi ạ. Còn hơn 1 phút nữa nhá mọi người nhá. Còn hơn 1 phút nữa. Hết giờ em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất nhá mọi người nhá. Hiện tại giá cao nhất là 170.000 nhá. Hiện tại giá cao nhất là 170.000 ạ. An Nhiên trả 175.000 rồi ạ. Trần Mai trả 180.000 rồi nhá mọi người nhá. À, sau cái livestream này thì em mới thông báo kết quả chơi game nhé mọi người nhé. Nên mọi người ai đã vào chơi rồi thì mọi người cố gắng đợi đến cuối livestream này em sẽ thông báo kết quả chơi game ạ. Nếu như lúc em thông báo kết quả mà người đoán đúng không còn ở xem live nữa thì em sẽ không trao son cho người đấy đâu nhé mọi người nhé. Trần Mai trả 180.000 rồi ạ. Hải Yến trả 200.000 rồi ạ. Hiện tại giá cao nhất hộp son này là 200.000 nhá mọi người nhá. Còn 1 phút nữa thôi ạ. Còn 1 phút nữa em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Còn 1 phút nữa em sẽ chốt ạ. 1 phút nữa ai trả giá cao hơn 200.000 của Hải Yến thì em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Nào nên mọi người trả giá nhanh nên nào chỉ còn 1 phút nữa thôi ạ. Xin chào Trang Trang nhá. Xin chào Văn Tiến. Xin chào Long Nguyễn nhá. Chị thấy em không? Hoa Đông ơi, bây giờ bà em có nhìn thấy comment của chị Hoa Đông nhá. Anh Long Nguyễn ơi vào mua son tặng người yêu đi nào. Hết giờ không ai trả giá cao hơn 200.000 thì em sẽ chốt là 200.000 cho chị Hải Yến ạ. Nào mọi người nhanh tay đây nào, có ai trả giá cao hơn 200.000 không nhỉ? Không thì em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Bán cho anh mấy bình. Mua đi. Anh Long ơi mua son mê phấn tặng người yêu đi nhá. Hết giờ em sẽ chốt cho chị Hải Yến nhé mọi người nha. Nếu như không ai trả giá cao hơn thì em sẽ chốt cho chị Hải Yến đấy ạ. Em sẽ chốt cho chị Hải Yến hộp son này là 200.000 nha mọi người nha. Nếu như không có ai trả giá cao hơn. Có người yêu đâu mà tặng Hải. Em đã chốt hộp son này là 200.000 cho Hải Yến rồi nhá mọi người nhá. Anh Long Nguyễn ơi, em vẫn ở nhà trông con mà. Em sẽ chuyển sang đấu giá BB Stick nha mọi người nhá. Đây ạ. Hộp BB Stick giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nha mọi người nhá. Em sẽ đấu giá cho mọi người từ 0 đồng ạ. Cũng trong vòng 5 phút ai trả giá cao nhất thì em sẽ lại chốt nha mọi người nhá. Nào lên mọi người nhanh tay và trả giá đi nào. Mọi người nhanh tay và trả giá trong vòng 5 phút. Em sẽ chốt nha mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Kem nền BB Stick là kem nền che khuyết điểm nha mọi người nhá. Nó vừa che khuyết điểm này vừa bật tông mặt lên rất sáng cho mọi người nhá. Ngoài ra cái độ chống nắng của nó cũng rất là cao ạ. Đây ạ, độ chống nắng của nó là SPF 43 BA++ nha mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay vào đấu giá cái thỏi BB Stick này đi nào. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 265.000 nha mọi người nhá. À em xin lỗi, giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 ạ. Em sẽ đấu giá từ 0 đồng cho mọi người nhá. Mai Hương trả 20.000 rồi ạ. Phương Dung trả 40.000 ạ. Nguyễn Lan Hương trả 300. Chị Nguyễn Lan Hương ơi, chị nhầm 30.000. Mai Hương trả 50.000 rồi ạ. Hiện tại giá cao nhất là 50.000 nha mọi người nhá.
Hoàng Thanh Huệ trả giá 10.000, giá thấp hơn 50.000 nhá, Hoàng Thanh Huệ nhá. Mai Hương trả 50.000 rồi ạ. Chị Lan Hương trả, muốn mua thì phải trả giá trên 50.000 nhá chị Lan Hương nhá. Hiện tại giá cao nhất là 50.000 nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá trên 50.000 đi ạ. Không mua cây BB giờ tích này thì phí lắm nhá mọi người nhá. Giá niêm yết của nó trên thị trường là tận 315.000 cơ ạ. Trần Mai trả 70.000 rồi ạ. Hiện tại giá cao nhất là 70.000 nhá mọi người, phải trả giá trên 70.000 nhá mọi người nhá. Hoàng Thanh Huệ trả 80.000 rồi ạ. Mai Hương trả 70.000, thấp hơn giá 80.000 rồi nhá. Phan Phương Thảo trả 70.000. Mọi người ơi, hiện tại giá cao nhất là 80.000 nhá. Mọi người ai muốn mua mọi người phải trả giá trên 80.000 giúp em nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá trên 80.000 giúp em ạ. Một cây BB giờ tích kem nền chính hãng của công ty Mini Garden nhá mọi người nhá. Đây ạ, nó có mã xác thực điện tử, lại là có tem điện tử cho mọi người này. Phan Phương Thảo trả 90.000 rồi ạ. Phiếu bảo hành lên tới 10 triệu đồng cho mọi người nhá. Nguyễn Lan Hương trả 80.000, Nguyễn Thị Nhung 100.000 rồi ạ. Hiện tại giá cao nhất là 100.000 nhá mọi người nhá. Mọi người muốn mua thì mọi người phải trả giá trên 100.000 giúp em nhá mọi người nhá. Mọi người vào trả giá tăng lên 10.000, 10.000 giúp em như anh trả 150.000. Long Nguyễn trả 150.000 rồi ạ. Long Nguyễn trả 150.000 rồi nhá mọi người nhá. Nguyễn Lan Hương 100.000, Mai Hương 110.000. Mọi người ơi, hiện tại giá cao nhất là 150.000 của Long Nguyễn nha mọi người nhá. Mọi người muốn mua mọi người phải trả giá trên 150.000 giúp em ạ. Giá niêm yết của nó trên thị trường là 315.000 nhá. Em sẽ test thử luôn một lượt cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử luôn một lượt BB giờ tích cho mọi người xem ạ. Em sẽ test thử luôn kem nền BB giờ tích cho mọi người xem nhá. Đây ạ, giả sử trên mặt em nhá, rất bẩn nhá mọi người nhá, có rất nhiều tạ lám tàn nhang này. Em sẽ test thử một nửa bên mặt cho mọi người xem nhá. Tổng Việt Nam 300.000, mọi người chớ comment linh tinh giúp em nhá. Mọi người mua thì mọi người trả giá cho em, mọi người chớ comment linh tinh, hoặc là mọi người comment không xong mọi người lại không lấy hàng nhá mọi người nhá. Mai Hương trả 170.000 rồi ạ. Em sẽ test thử luôn một lượt cho mọi người xem nhá. Xin chào Lê Bắc nhá. Hiện tại giá cao nhất là 170.000 nhá mọi người nhá. 245.000. Mọi người ơi, nhanh tay lên nào. Hiện tại chị Phương Thảo trả 245.000 nhá mọi người nhá. Vì đâu Vi ngủ rồi nhá bác nhá mọi người. Hiện tại chị Phương Thảo trả 245.000 và chị đã chốt rồi ạ. Mọi người nhanh tay lên nào. Đây ạ, em sẽ test thử một lượt cho mọi người xem nhá. Mọi người ơi, mọi người mua thì mọi người chắc chắn mọi người phải lấy hàng chắc chắn giúp em nhá. Chứ mọi người đừng bùng hàng nhá mọi người nhá. Chứ rất nhiều khách vào mọi người chỉ comment cho vui thôi, sau rồi em gửi hàng thì mọi người lại không lấy nữa. Em sẽ test thử một lượt cho mọi người xem nhá. Em sẽ test thử một lửa mặt thôi ạ, cho mọi người so sánh hai bên mặt nhé mọi người nhá. Chị Phương Thảo trả 245.000 rồi ạ. Nào có ai trả giá cao hơn nữa không ạ? Đây, em sẽ xin test thử một nửa mặt cho mọi người xem nhé mọi người nhá. Cho mọi người so sánh hai bên mặt, một nửa bên mặt em đã dùng BB stick và một nửa bên mặt em để không nhá mọi người nhá. Nó thiết kế hai đầu rất là tiện lợi ạ. Một đầu là chổi cọ tán này và một đầu là kem lèn nhá mọi người nhá. Cái cọ này này nó đi đến đâu này, nó tán đều kem ra đến đấy luôn này. Nó tán đều kem ra đến đấy luôn ạ. Mọi người nhìn thấy chưa ạ? BB dùng thích lắm chị Ngân à. Cảm ơn chị Hằng nhá. Đây ạ, chị Hằng bé là khách mới mua BB stick bên em nhá. Chị mới mua được tầm chục hôm thôi ạ. Đây ạ, mọi người nhìn thấy chưa ạ?
những cái khuyết điểm trên mặt em ban nãy nó đã hết rồi nhá. Và mà mọi người so sánh hai bên mặt này, bên này em chưa dùng BB stick và bên này em đã dùng qua một lượt nhẹ thôi nhá, em chỉ dùng mới dùng một lớp nhẹ thôi nhá mọi người nhá. Mọi người đã nhìn thấy hai bên mặt của em chưa ạ? Mọi người nhìn thấy chưa ạ? Nó bật tông lên rất là nhiều nhá mọi người nhá, mà nó đã che hết các khuyết điểm trên mặt em ạ. Cái mụn này của em là nó mụn là mụn to quá nên nó không thể che được nhá mọi người nhá. Còn những ai mà bị mụn li ti, mọi người chỉ bị mụn bé li ti thì nó cũng che được hết các khuyết điểm đấy nhá mọi người nhá. Là mọi người có ai trả giá cao hơn 245.000 của chị Phương Thảo không ạ? Không em sẽ chốt cho chị Phương Thảo nhá mọi người nhá. Là còn 1 phút nữa, còn 1 phút nữa cho mọi người trả giá lên, mọi người nhanh tay lên nào. Mọi người muốn mua mọi người nhanh tay lên nào. Không em sẽ chốt cho chị Phương Thảo ạ. Chị trả giá 245.000 nhá mọi người nhá. Chị Phương Thảo đã trả giá 245.000 mà không có ai trả giá cao hơn nữa thì em sẽ chốt cho chị Phương Thảo nhá. Chị Phương Thảo inbox cho em xin địa chỉ luôn nhá mọi người nhá. Chị Phương Thảo inbox cho em xin địa chỉ luôn ạ. Mọi người muốn đấu giá tiếp son hay BB stick không ạ? Để em đấu giá cho mọi người ạ. Em sẽ tiếp tục đấu giá một cái son nữa nhá mọi người nhá. Em sẽ tiếp tục đấu giá một cái son nữa cho mọi người nhá mọi người nhá. Đây ạ, một hộp son râu giá niêm yết trên thị trường là 265.000 nhá mọi người nhá. Em sẽ đấu giá tiếp cho mọi người một hộp son cuối cùng nữa thôi nhá. Là lên mọi người muốn mua thì mọi người nhanh tay nào. Mọi người vào trả giá giúp em đi ạ. Từ 0 đồng thôi nhá mọi người nhá. Từ 0 đồng thôi ạ. 5 phút, hết 5 phút em lại chốt cho ai trả giá cao nhất nhá. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá giúp em đi nào. Mọi người nhanh tay vào trả giá giúp em đi ạ. Em sẽ like load cái son này và em sẽ thông báo kết quả game nhá mọi người nhá. Lên mọi người ai đã chơi rồi thì mọi người nhanh tay vào game đi để em sẽ thông báo kết quả game nhá mọi người nhá. Chị Xuyến Nguyễn ơi em đã ngừng chơi game rồi mà sao chị cứ comment đoán số mãi đấy. Chị Xuyến Nguyễn ơi em đã ngừng chơi game và em sang đấu giá sản phẩm rồi nhá. Nào mọi người có ai muốn mua son này thì nhanh tay vào trả giá đi ạ. Nào mọi người nhanh tay vào trả giá giúp em đi nào. Mọi người nhanh tay vào trả giá giúp em đi ạ. Hoa Đông trả 30.000 rồi nhá mọi người nhá. À, Hào Đông hay là gì đây trả 30.000 rồi nhá mọi người nhá. Nào mọi người nhanh tay giúp em nào. Và đặc biệt là khi mọi người mua trực tiếp trên live nhá mọi người nhá. Giá son này là 265.000. Khi mọi người mua hàng trực tiếp trên live của em thì mọi người sẽ được tặng kèm thêm một son và được free ship nhá mọi người nhá. Mọi người nghe rõ em nói chưa ạ? Khi mọi người mua trực tiếp trên live mọi người sẽ được tặng kèm thêm một son là giá 265.000 và sẽ được free ship ạ. Sẽ được free ship khi đặc biệt mọi người mua trực tiếp trên livestream nhá mọi người nhá. Giá là 265.000 và được tặng thêm một son nữa. Mai Hương trả 50.000 rồi ạ. Có nghĩa là chỉ với 265.000 mọi người đã được hai thỏi son và một lọ dầu tẩy trang và được free ship nhá mọi người nhá. Mọi người thấy có ưu đãi không ạ? Mai Hương trả 50.000 rồi ạ. Nào mọi người nhanh tay lên nào. Hoàng Thanh Huệ trả 60.000 ạ. Em sẽ like lốt cái son này cho ai sẽ là người may mắn được tiếp đây ạ. Sau đó em sẽ thông báo kết quả game nhé mọi người nhá. Mai Hương trả 70.000 rồi ạ. Vũ Thị Liễu 100.000 ạ. Hảo Đông chị. Ok nhá Hảo Đông ạ. Cả viết tên không giấu lên này em cũng không biết được nhá. Là hiện tại giá cao nhất là 100.000 của chị Vũ Thị Liễu nhá mọi người nhá. Em chỉ đấu lốt cái son này và em sẽ thông báo kết quả game nên mọi người ai đã chơi game rồi thì mọi người nhanh tay vào xem lại live đi ạ. Hết 5 phút em sẽ hết 5 phút em sẽ chốt cho ai trả giá cao nhất nha mọi người nhá. Giá niêm yết trên thị trường là 265.000 ạ. Mai Hương trả 120.000 rồi ạ. Và đặc biệt khi mọi người mua son với giá 265.000 trực tiếp trên live, mọi người sẽ được tặng thêm một thỏi son nữa, là hai thỏi son và mọi người sẽ được free ship nhá mọi người nhá. Mai Hương trả 120.000 rồi ạ.
Nào mọi người nhanh tay lên ạ. Rồi mọi người nhanh tay lên nào. Ai muốn mua nữa thì mọi người nhanh tay trả giá lên nào. Hiện tại Mai Hương trả 120.000 nhé mọi người nhá. Hiện tại Mai Hương trả 120.000 ạ. Nào mọi người chốt nhanh giúp em lên ạ. Hết 3 phút rồi nhá, còn 2 phút nữa thôi. 2 phút nữa không ai trả giá cao hơn 120.000 của Mai Hương thì em sẽ chốt cho Mai Hương nhá mọi người nhá. Bên sản phẩm bên công ty em thì hầu như sản phẩm nào cũng có tem điện tử nhá mọi người nhá. Tem điện tử để mọi người xác thực đây là hàng thật hay hàng giả nhá. Nó có đây ạ. Cái này là cái mã vạch này, mã vạch mọi người check mã vạch này. Và đây là một cái lớp bạc nhá mọi người, cào cái lớp bạc này ra nó sẽ hiện lên mã số. Mọi người soạn tin là M à, đâu, cái này soạn tin là XT gửi đến tổng đài 8099 nhá mọi người nhá. Thì sau đó bên công ty em sẽ trả lời cho mọi người là mọi người đã mua phải hàng thật hay hàng giả nhá mọi người nhá. Nên là mua hàng bên em mọi người cứ yên tâm nhá mọi người nhá. Điều là khi nếu như mọi người phát hiện bên em là hàng giả, mọi người phát hiện ra bên em bán hàng giả hàng nhái thì mọi người có thể trả hàng lại cho em và mọi người bốc phốt em lên Facebook nhá mọi người nhá. Tại vì em bán hàng về lâu về dài nên là mọi người cứ yên tâm nhá. Yên tâm về chất lượng ạ. Mai Hương trả 120.000 rồi ạ. Là mọi người có ai trả giá cao hơn nữa không ạ? Không, hết giờ em sẽ chốt nhá mọi người nhá. Hết giờ em sẽ chốt ạ. Em sẽ chốt cho Mai Hương nhé mọi người nhé. Không ai, em sẽ chốt cho Mai Hương 120.000 và em sẽ công bố kết quả game nhé. Đây ạ. Kết quả game là 78 nhé mọi người nhé. 78 ạ. Mọi người ai đủ tự tin là đã chia sẻ cho em một lần lên trang cá nhân và 10 lần lên các hội nhóm và mọi người trả lời đúng thì mọi người inbox cho em để nhận quà nhé mọi người nhé. Thôi em xin chào mọi người nha, em sẽ kết thúc live và em xin chào mọi người ạ.